top những điều kỳ lạ về loài bọ que Phasmatosii. Trong thế giới côn trùng, bọ que được công nhận là loài dài nhất thế giới. Kỷ lục về độ dài thuộc về loài bọ que Phagnacia serratip được phát hiện ở đảo Borneo năm 2008. Cá thể trưởng thành của chúng có thân dài 35, tính cả các chân là 56cm. Một số loài bọ que có thể thay đổi màu sắc, giống như tắc kè hoa, tùy thuộc vào môi trường sống. Đáng chú ý, nếu bị kẻ săn mồi cắn vào chân, bọ que có thể trốn thoát bằng cách tự làm đứt rời chân mình ở một khớp yếu. Nếu bọ que còn non, chúng có thể tái sinh chân vào lần lột xác tiếp theo. Trong một số trường hợp, bọ trưởng thành cũng có thể mọc lại chân theo cách này. Ngoài ra, loài bọ que còn có khả năng đóng kịch điêu luyện y chang một cành cây, tự vệ bằng mùi hôi và gai nhọn. Sinh sản không cần con đực, và sau mỗi lần lột xác, bọ que sẽ ăn cái xác vừa lột của chính mình.